Chào các bạn khối 7. Để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ 1 thật tốt, giờ đây thầy và các con chúng ta cùng bước vào phần ôn tập. Nội dung đề kiểm tra giữa kỳ môn công nghệ 7 gồm có 2 phần. Phần trắc nghiệm có 16 câu chiếm 4 điểm và phần tự luận có 4 câu chiếm 6 điểm. Về kiến thức trải dài trong chương 1 và chương 2, sách tham khảo công nghệ 7 của nhóm tác giả Trên Trời Sáng Tạo. Về ôn tập trực tuyến hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập một số kiến thức dành cho phần tự luận. Hãy hướng dẫn tụi con hệ thống hóa kiến thức chương 1 và chương 2 của phần trồng trọt. Về trồng trọt chúng ta có hai phần, thứ nhất là mở đầu về trồng trọt, thứ hai là quy trình trồng trọt. Về mở đầu trồng trọt chúng ta đã tìm hiểu những phần như sau. Thứ nhất, vai trò triển vọng của trồng trọt. Thứ hai, các nhóm cây trồng. Thứ ba, phương thức trồng trọt. Thứ tư, trồng trọt công nghệ cao. Thứ năm, ngành nghề trong trồng trọt. Về quy trình trồng trọt, thứ nhất, chúng ta chuẩn bị đất trồng. Thứ hai, chuẩn bị giống cây trồng. Thứ ba, gieo trồng. Thứ tư, chăm sóc cây. Thứ năm, thu hoạch. Và thứ sáu, nhân giống cây trồng bằng dâm cành. Chúng ta cùng nhau qua từng câu. Thứ nhất, Việt Nam có những nhóm cây trồng phổ biến nào? Chúng ta có 6 nhóm. Thứ nhất, nhóm cây lấy củ. Thứ hai, nhóm cây rau, đậu, các loại. Thứ ba, nhóm hoa và cây cảnh. Thứ tư, nhóm cây lương thực. Thứ năm, nhóm cây ăn quả. Và thứ sáu, nhóm cây công nghiệp. Khi chăm sóc cây trồng, cần áp dụng những biện pháp nào để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường? Chúng ta có biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi chăm sóc cây trồng như sau. Thứ nhất, hạn chế sử dụng các chất hóa học. Thứ hai, đối với tưới tiêu nước, cần tạo rãnh thoát, tránh để nước ứ động gây thối rễ. Khi bón phân, vun xới, tỉa, dập diệt cỏ dại và phòng trừ sâu, cần đeo bao tay và xử lý rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Em hãy kể 5 loại thuộc nhóm cây lấy củ và cho biết củ sắn và khoai được trồng nhiều tỉnh thành thuộc vùng nào. Chúng ta có câu như sau. Có các loại khoai lang, khoai mì, khoai môn, khoai tây, cà rốt. Sắn và khoai lang được trồng nhiều tỉnh thuộc vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển khác nhau của cây trồng. Chúng ta có những yếu tố như sau. Thứ nhất, nước, sâu bệnh, khí hậu, đất, môi trường, khả năng chăm sóc, giống cây, phân bón, đóng vai trò quan trọng. Em hãy đề xuất các công việc chăm sóc cho một loại cây trồng em yêu thích, nêu rõ ý nghĩa, mục đích của từng bước trong quy trình. Em chăm sóc cây có hoa, thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Nếu bị sâu hay bệnh thì tỉa bỏ những cành bị yếu, bị sâu bệnh để cây được khỏe mạnh và phát triển tốt. Thực hiện vun xới và nhổ cỏ dại để đất trồng được tơi xốp và cỏ dại không cạnh chăn phân bón với cây. Sử dụng phân hóa học hoặc phân hữu cơ hoai mục để bón cho cây. Do hai loại phân bón này dễ tan nên cây có thể sử dụng được ngay. Tưới nước cho cây để hòa tan phân bón, tạo điều kiện thuận lợi cho cây hút dinh dưỡng. Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây, Huy phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Huy biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người,
không gây ô nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp đó. Chúng ta có câu gợi ý trả lời như sau. Ta sử dụng biện pháp thủ công như bắt sâu, ngắt bỏ lá có ổ trứng. Giải thích, sâu mới xuất hiện nên sử dụng biện pháp thủ công vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho con người và không gây ô nhiễm môi trường. Ôn tập chúng ta giờ đây đã hết. Chúc tất cả các con làm bài tốt và đạt điểm cao.